Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh của chiếc điện thoại di động Nokia ngày xưa mình rất hay gặp này. Các bạn có còn nhớ không? Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Đây, mình sẽ tô màu xanh này. Nút số này để tô màu đỏ. Hôm nay thì mình tô màu xanh. Các bạn nhớ theo dõi hết video nha.
chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một chiếc điện thoại Nokia từ thời xưa này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.